Sáng ngày 3 tháng 1, tại trụ sở chính, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ và công bố quyết định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietinbank. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ kiểm tra tài chính, Ủy ban kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Mạnh Tuấn, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Đức Thọ, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietinbank đã trình bày các báo cáo về kết quả công tác các tháng cuối năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng đầu năm 2020. Tiếp đó, ban tổ chức đã công bố quyết định của Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chuẩn y ủy viên chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc được chuẩn y và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Anh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm soát được chuẩn y và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đã chúc mừng hai đồng chí được chuẩn y, đồng thời đề nghị hai đồng chí tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với công tác kiểm tra, kiểm toán toàn diện về chuyên môn, đảm bảo cho sự phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững của cả hệ thống. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, được bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.